Tiếp theo chúng ta nhúng vào. Rồi bà con thấy không, nó chuyển hóa màu xanh rồi, con thấy rõ chưa? Đó đó đó, màu xanh tím á. Nó tính 3 giờ đó. Quay qua cho cameraman coi nè. Được chưa bà con? Đó. Rồi bây giờ kéo lên. Rồi bà con thấy như thế này, cho nó khô nè. Vũ vũ cho nó khô nè. Thì bà con chúng ta sẽ thấy mặc dù Hoàng Anh pha rất là ít như vậy, nhưng mà pH nó kéo lên 10 liền không? 10 hay 9 anh Nghi? 9. Quý bà con thân mến, nhiều quý bà con hỏi ông anh nè, sao mà khi mà anh thấy bón phân NPK vô cái bắt đầu là cái lá cây của anh là nó bị hực vàng luôn em, và nó rụng lá. Một số trường hợp bón là nó bị như vậy, thì có thể là quý bà con chúng ta bón sai thời điểm, tức là khi mà bà con bón bà con không có canh cơ đọt. Không có canh cơ đọt, tức là cơ đọt lúc đó đang non, rễ non nó mới ra, nó mới nhóm ra, nó đẩy cơ đọt non ra, thì bà con bón phân NPK nó có cái tính nóng với bà con, và nó sẽ làm cái gì bà con? Nó sẽ làm cho là cháy cái rễ non, và từ đó làm nó không có đủ cái sức để nuôi nổi. Nó ra cái lá non thì cây nó xu hướng là ươm mầm non, mà nó sẽ nuôi cái lá non, và những cái lá già bên trong nó sẽ xu hướng nó bị rụng, hoặc thậm chí là cháy luôn cái phần lá non. Nên bà con chúng ta lưu ý khi bà con chúng ta bón phân NPK để cung cấp dinh dưỡng cho cây ở dạng đa lượng đó, thì bà con chúng ta phải canh cái thời điểm là lúc mà cái đọt nó đang già nha quý bà con. Như vậy á, thì bón nó mới hiệu quả được. Nhưng mà tại sao mà bón phân NPK vô thì lại làm cháy cái rễ non? Tức là phân NPK là nó mang cái tính axit nha quý bà con. Mang cái tính axit, tức là trong phân NPK nó sẽ có cái chỉ số là NH4+. Nói về hóa học một chút xíu nha, gọi là ammonium. Thì ammonium nó không, NH4+ này không phải là cái nguồn đạm gọi là có thể bắt đầu để cho cây sử dụng được, mà nó phải nhờ cái nguồn đạm NH4+ này, nó phải nhờ vi sinh vật. Nó phải sao bà con? Nó phải chuyển hóa thành NO3-, tức gọi là đạm nitrat đó. Như vậy á, thì cái cây của mình nó bắt đầu mới sử dụng được cái đạm này. Nói chung là đạm ở trong phân NPK là đạm thô, nó cần phải có vi sinh vật ở trong đất để mà phân hủy cái đạm thô đó trở thành cái đạm mà cây có thể thu được. Thì nó trải qua một cái quá trình, và trong cái quá trình khi mà cái phân hủy đó gọi là một cái phản ứng đó, thì nó sẽ thải ra cái tính axit nha quý bà con nha. Nó sẽ thải ra cái ion H+ đó, ion H+ nó sẽ hình thành cái tính axit cho đất, và từ đó nó sẽ làm cho sao bà con, không chỉ là cà trái rễ non đâu, mà nguyên nhân cốt lõi để trái rễ non là gì, là cái độ pH của đất nó sẽ giảm. Độ pH ức giảm nó sẽ bất hạn, chẳng hạn như là nếu là đang là pH là 6 đi, thì khi mà chúng ta bón phân NPK vào, bà con sẽ thấy nó tụt xuống 4, 4.5. Như vậy thì là coi như cái rễ của cây nó sống trong một cái môi trường axit mà con, và nó sẽ dẫn tới cái việc là gì, cây nó có bị hệ rũ đọt, cháy đọt, cháy rễ là chắc chắn rồi, và nó có thể là dẫn tới cái việc là rụng luôn lá già đó, để bà con chúng ta nắm cái cơ chế này. Nhưng mà chỉ nhiên là cây thì nó cần đa trung vi lượng rồi quý bà con, chúng ta cũng không thể nào mà nó không sử dụng, không có sử dụng NPK được, thì điều đó nó cũng không đúng đắn lắm. Nhưng mà con, chúng ta có thể nghiên cứu và con thay đổi NPK thành những cái dạng phân cũng là cung cấp đạm, nhưng mà ở dạng chẳng hạn như Willowfarm có Hakim Nano là cung cấp đạm ở chỉ số tầm khoảng từ 10-12%, là đạm từ động vật, và trải qua cái quy trình chế biến mà con rất là kỹ để phân nhỏ nó ra và biến nó thành dạng đạm dễ hấp thu cho cây, nên nó sẽ không có trải qua cái quy trình gọi là phản ứng hóa học từ NH4 ra thành NO3- ở và thải ra ion H+ giống như là cái phân NPK đa lượng bình thường ha, còn ha. Nên là Hằng Anh đã nghĩ tới cái việc mà làm ổn định độ pH đất, nên là phần lớn cái phân bên Willow Farm đều là những cái phân trải qua cái quy trình là chuyển hóa sẵn và dễ hấp thu đối với cây. Như vậy thì nếu quý bà con chúng ta bón NPK mà con chúng ta sợ tụt pH, thì bà con chúng ta có thể làm ổn định độ pH trước khi bà con chúng ta bón. Cũng như là trước khi mùa mưa bà con chúng ta muốn ổn định độ pH, thì bà con chúng ta có thể sử dụng dùng Hoàng Anh cái sản phẩm là pH thần tốc. pH thần tốc này bà con để mà nhận hàng đúng thì ở trên cái chai pH thần tốc nó có chữ Willowfarm, có chữ R nha quý bà con nha. Và ở dưới cái đít chai thì nó có cái cách để kết nối với lại các bạn chuyên viên của Willowfarm, bà con chúng ta thấy nó sẽ là cái chữ nổi nha quý bà con ha. Rồi, đây là cách để chúng ta nhận biết đúng cái pH, đúng cái sản phẩm từ Willowfarm. Và pH thần tốc này một chai á, bà con chúng ta pha được từ 400 tới 800 lít nước, tùy theo là cái chỉ số pH trong đất trước khi bà con chúng ta tưới vào. Nếu mà chỉ số pH thấp dưới 4 thì bà con chúng ta có thể pha 400 lít nước thôi. Còn nếu pH từ 4 tới 5 bà con chúng ta có thể pha 600, và từ 5 tới 6 thì bà con chúng ta có thể pha 800.
Còn nếu mà pH mà quá tốt 6.5 thì bà con cũng pha 700-900 cũng được, 900 cũng rất ok, tùy theo cái chỉ số pH ở trong đất nhé. Hoàng Anh đề xuất như thế. Như vậy thì khi bà con chúng ta tưới pH thần tốc này trước khi bà con chúng ta bón phân NPK, nó sẽ làm cho môi trường đất của mình nó giữ vững cái độ pH đất. Nó sẽ còn những cái vùng đất nào mà quá phèn đó quý bà con, thì khi bà con chúng ta tưới pH thần tốc xuống thì chỉ bằng trong vòng 24 giờ thôi thì cái pH thần tốc của mình á là nó sẽ kéo cái thằng pH đất lên nó rất là nhanh, và đối với vôi thì nó kéo lên nhanh và nó tuột xuống nhanh, nhưng đối với pH thần tốc là nó sẽ giữ vững cái chỉ số pH ở đó luôn nha quý bà con nha. Trừ những trường hợp mưa quá nhiều, mưa dầm mưa về và chúng ta thấy mưa dội luôn thì nó sẽ làm rửa trôi một số các nguyên tố có tính ba giờ như là canxi, magie nè, rồi kali nè, thì là lúc đó chúng ta có thể, nếu mà mưa dội vậy thì chúng ta quan sát cái đất mà đo lại cái chỉ số pH mà lỡ nó có tuột á thì bà con chúng ta có thể tưới lại. Nhưng mà đối với Hoàng Anh thực nghiệm trên vườn của mình nhiều rồi thì pH thần tốc khi bà con chúng ta tưới, chúng ta chỉ nên tưới trước mùa mưa thôi, nó giữ vững pH rất là tốt. Khi mà pH trong đất nó tốt như vậy, nó sẽ giúp cho cái rễ cây nó phát triển rất là mạnh. Đây nè, pH 6.5 là bà con thấy cái rễ nó dài thòn vậy nè, nó sẽ đi mài mò, nó hút chất dinh dưỡng, nó hút nước, nó thông qua mạ mạch nó đưa lên, nó tổng hợp, sau đó nó chuyển hóa thành đường gluco, thành chất dinh dưỡng cần thiết để xây dựng tế bào, là do giúp cho cây phát triển mạnh hơn. Còn đây nè, đây là cái miệng nhai của cây mình nè, pH nè 5.2, bà con thấy nó tịch lại hết khúc nè không. Còn cái pH 5.5 thì bà con thấy nó dài ra đường chút đó, nên là cái pH nó quyết định là cái rễ cây của mình nó dài hay nó ngắn, và rễ cây dài hay nó ngắn là nó là quyết định coi là rễ cây mình hấp thụ được chất dinh dưỡng nhiều hay ít. Như pH mà quá thấp, và con pH mà dưới 4 chấm nha, là vi sinh vật á, những cái con nấm khuẩn có hại như nấm Phytophthora nè, nấm Fusarium nè, Rhizoctonia nè, rồi tiếng trùng nè, nó hoạt động rất ghê. Vì thế là pH là một trong những cái chỉ số rất quan trọng mà con chúng ta cần phải ổn định cho ngôi nhà chung của cái vườn cây của mình nha. Cái này là hồi nãy là Hoàng Anh đã chế cái thằng pH vô đây nè. Thì bà con thôi Hoàng Anh đổ ra đi. Anh. Ha, anh lấy nước đấy. Đâu không được. Để đo trước và sau thôi. Đây, bà con đợi Hoàng Anh chút xíu, hơi lâu lan chút nha. Rửa sạch. Đây. Gì vậy bỏ yêu? Rồi, bây giờ Hoàng Anh sẽ là lấy cái giấy quỳ. Hoàng Anh nhúng vào ở trong cái nước để kiểm tra coi cái nước trước khi pha pH thần tốc vô là nó bao nhiêu ha. Rồi, bà con thấy nè. Đây, đây có thang đo luôn. Bà con sẽ thấy nó tầm cỡ 5 hoặc 6 thôi. 5 hay 6 anh nghe? 5. Đó, nó tầm cỡ 5. pH là 5, kế bên này, có okay. Cái màu tương đương này ha. Rồi, bây giờ Hoàng Anh sẽ đặt nó xuống ở dưới cái xô. Anh sẽ lấy cái pH thần tốc. Trước khi sử dụng thì cũng phải lắc đều quý bà con. Anh sẽ lấy một phần nhỏ thôi, ít thôi. Rồi, anh lấy chút xíu vậy thôi nha. Bà con làm chứng nha, một chút xíu thôi. Anh pha vô cái hỗn hợp này. Này nó tầm khoảng bao nhiêu lít nước ta? Khoảng 1 lít không? Lít á. Cái này hả? Ừ. Cái đó là cầm lên hết. Rồi, bây giờ nha. Bà con nè, anh lấy cái giấy quỳ tiếp. Tiếp theo chúng ta nhúng vào. Rồi bà con thấy không, nó chuyển hóa màu xanh rồi, con thấy rõ chưa? Đó đó đó, màu xanh tím á. Nó tính 3 giờ đó. Quay qua cho cameraman coi nè. Được chưa bà con? Đó. Rồi bây giờ kéo lên. Rồi bà con thấy như này, cho nó khô nè. Vũ cho nó khô nè. Thì bà con chúng ta sẽ thấy mặc dù Hoàng Anh pha rất là ít như vậy, nhưng mà pH nó kéo lên 10 liền không? 10 hay 9 anh nghe? 9. Chính B pha có một tí tẹo hồi nãy tầm khoảng là 2cc tới 3cc thôi mà kéo lên 9 liền nè, bà con thấy chưa? Rất là nhanh so với lại, để đây hồi trước chút nước nè. So với lại cái cũ nè quý bà con nè. Cái cũ nè, cái mà chỉ có pha có một tí xíu thằng pH thần tốc vô thôi mà con thấy cái pH nó tăng lẹ lên kìa chưa? Khác biệt một cách rõ rệt luôn. Nên á là quý bà con chúng ta trước khi bón phân NPK, nếu mà con nhất định phải bón phân NPK thì trước khi bón phân NPK, anh khuyên quý bà con chúng ta nên tưới một cử pH thần tốc trước. Tại vì bón phân NPK chắc chắn là pH nó sẽ tuột nha quý bà con. Nên quý bà con chúng ta cần lưu ý việc này giúp chị Hoàng Anh ha. Rồi, về phân gà nè, hoặc là mưa là lý do làm sao pH nó tuột và tại sao phải ổn định pH thì chắc Hoàng Anh xin phép được gọi là đàm đạo với bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Và cái pH thần tốc này, ngoài cái việc khử phèn, hạ chua, tăng pH một cách nhanh chóng trong vòng 24 giờ và giữ vững pH bình vững, thì nó sau khi mà nó đã
tăng pH xong thì nó lại trở thành cái nguồn kali hữu hiệu để giúp cho cái cây của mình nó sinh trưởng phát triển bà con. Và con cũng phải bón đa lượng đúng không? Thì ở trong pH thần tốc này, sau khi đã nâng pH xong thì nó sẽ trở thành cái nguồn kali hữu hiệu để giúp cho cây sinh trưởng phát triển, xây dựng cái sức đề kháng cho cây nha quý vị và con ha. Rồi tiếp theo gì nữa quý bà con? Nó còn có một cái chức năng nữa là xua đuổi những cái côn trùng có hại, nó không giết nha, nhưng nó xua đuổi chẳng hạn như kiến nè, rồi cái con mối nè, là nó xua đuổi rất là hay nha. Và cộng thêm một cái điểm nữa đó là nó có thể là xử lý thằng nhện và nấm hồng rất là tuyệt vời. Nên quý bà con chúng ta có thể trải nghiệm pH thần tốc. Hoàng Anh nói sơ sơ vậy thôi, Hoàng Anh sẽ phân tích theo và làm thực nghiệm cho quý bà con chúng ta ở những cái video tiếp theo nha bà con nhé. Còn mùa mưa này thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần thần sấm diệt tiếng trùng và chúng ta sẽ cần pH thần tốc. Những cái loại này thì bà con chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên là bà con chúng ta lưu ý giúp dùm Hoàng Anh xử lý càng sớm thì gia đình càng hạnh phúc cho quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.